Sáng nay, 4 thí sinh xuất sắc nhất của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 bước vào trận chung kết được truyền hình trực tiếp tại trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại trường học của các nhà leo núi. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện một số sở ban ngành của tỉnh, huyện Kim Sơn cùng hơn 1.300 cán bộ, giáo viên, học sinh của trường đã dự tại điểm cầu trường Trung học Phổ thông Kim Sơn A để động viên cổ vũ cho Thu Hằng, nhà leo núi xuất sắc của Ninh Bình. Mặc dù trời mưa nhưng tinh thần cổ vũ của thầy cô giáo, bạn bè và người thân tại điểm cầu trường Trung học Phổ thông Kim Sơn A cho em Nguyễn Thị Thu Hằng vẫn rất nóng. Dù hơi tiếc nuối ở phần thi khởi động nhưng khi thi đấu ở phần thi vượt chướng ngại vật, Thu Hằng đã gây bất ngờ cho cả trường quay và khán giả xem truyền hình khi phát tín hiệu giành quyền vượt chướng ngại vật và đưa ra đáp án chính xác y tế chỉ sau một từ khóa hàng ngang đầu là khẩu trang. Đây chính là điểm nhấn của trận chung kết và kể từ đó Hằng luôn vững vàng tự tin ở vị trí thứ nhất. Trải qua các phần thi sau đầy căng thẳng, hồi hộp, em đã xuất sắc đạt được 235 điểm và giành vòng nguyệt quế, trở thành nhà tân vô địch Olympia năm 2020 trong niềm vui dâng trào của cổ động viên tại điểm cầu Ninh Bình. Nhìn thấy chiến thắng của bạn ở trên truyền hình, thật sự là bạn thân của Hoàng thì em cảm thấy vô cùng là vui mừng, tự hào. Tôi mong rằng là sau này bạn sẽ dìu dắt những thế hệ sau của Kim Sơn A có thể đạt được nhiều cầu truyền hình, mang nhiều cầu truyền hình nữa về cho trường Trung học Kim Sơn A. Em ấn tượng nhất là phần thi vượt chướng ngại vật ạ, tại vì bạn đấy rất là nhanh và quyết đoán. Bạn đấy là như là một cái động lực mới để bọn em có thể học tập tốt hơn. Với những nỗ lực không ngừng trong học tập và nhận được sự chỉ bảo giúp đỡ từ bạn bè, các thầy cô giáo, Thu Hằng đã trở thành nữ thí sinh duy nhất vô địch Olympia trong suốt 9 năm qua. Trường tôi thì có một tổ tư vấn riêng, luôn hỗ trợ em Hằng tối đa về mặt kiến thức và cô trò trao đổi rất là gần gũi và luôn tạo một cái tâm lý tốt nhất và một cái kiến thức tốt nhất để cho em đi thi. Thế là rất là sung sướng và tự hào. Và thực ra là khi em Hằng đi thi thì chúng tôi đã đầy niềm tin vào cái chiến thắng, sự tỏa sáng của em Hằng hôm nay. Chúng tôi cũng hy vọng là cái kết quả hôm nay của em Hằng sẽ tiếp tục truyền lửa, tiếp lửa cho các thế hệ học sinh tiếp theo. Những giọt nước mắt xúc động, hạnh phúc trên gương mặt của Thu Hằng đã rơi khi theo dõi màn đồng diễn, khẩu hiệu cổ vũ sôi động tại ngôi trường em đang học tập. Và ngay cả khi đứng trên bục vinh quang của đường lên đỉnh Olympia năm 2020, cảm xúc như vỡ òa khi em chính thức mang vòng nguyệt quế về với quê hương Ninh Bình. Đây là niềm vui, niềm vinh dự tự hào của gia đình, của thầy trò trường Trung học Phổ thông Kim Sơn A nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung. Ngày xem cháu được giải thì tôi rất phấn khởi, tự hào gia đình mình đã có cháu đạt được vòng nguyệt quế 2020. Đây là niềm vinh dự vô cùng lớn lao đối với gia đình họ Hằng của chúng tôi. Với chiến thắng của em Nguyễn Thị Thu Hằng hôm nay, đó là một cái sự vinh dự tự hào rất lớn của trường Trung học Phổ thông Kim Sơn A cũng như của huyện Kim Sơn và của tỉnh Ninh Bình, khẳng định cái tố chất tài năng của em Nguyễn Thị Thu Hằng cũng như là cái môi trường học tập tạo ra sức lan tỏa cũng như là một cái sân chơi trí tuệ rất lớn cho em Nguyễn Thị Thu Hằng nói riêng cũng như các học sinh khác của trường Trung học Phổ thông Kim Sơn nói chung, để rồi các em sẽ tiếp bước Nguyễn Thị Thu Hằng để viết tiếp những trang sử vẻ vang và tô điểm thêm bảng vàng thành tích của trường Trung học Phổ thông Kim Sơn A cũng như của quê hương Ninh Bình. Đây sẽ là tấm gương sáng để ngành giáo dục và đào tạo Ninh Bình triển khai tới các cơ sở giáo dục, quyết tâm giành nhiều giải cao trong các sân chơi trí tuệ tiếp theo. Đây là một sân chơi trí tuệ mà theo đúng sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong những năm tới thì chúng tôi vẫn luôn luôn tuyên truyền mở rộng cái sân chơi này cho không phải các cháu của Kim Sơn A nữa mà cho tất cả các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Giờ đây, Thu Hằng đã biến ước mơ mang vòng nguyệt quế vinh quang về với quê hương Kim Sơn và mảnh đất cố đô giàu truyền thống lịch sử thành hiện thực. Đây sẽ là động lực để em cũng như đông đảo học sinh, sinh viên Ninh Bình tiếp tục nỗ lực trên con đường tìm kiếm tri thức và giành nhiều thành công hơn nữa.